em điền đầy đủ các cái thông tin trên đấy mà cái gì chưa được bảo anh thì anh dẫn tiếp. Cả hai mặt ở trong này nó cả hai mặt, hai mặt thì đọc hết đi. Hồ sơ cũng có thì ừ, sẽ có những cái gì đi đấy, còn chưa có thì để chống hồ sơ là bạn có ảnh nó chứng minh thư này, còn nữa thì chỉ cần bốn ảnh mãi hơn bốn anh nhỉ? Ừ, 3x4 là 4x6. Đây là công điều hòa 2 chiều thì cái đường hồi với đường dậy nó vẫn như với lại điều hòa tất cả với nhau ấy. Và đấy nó khác nhau, chỉ là khác nhau về phần điện và điều hòa hai chiều thì nó chỉ thêm mỗi cái van đảo chiều đó thôi. Còn là điều cục lõm một chiều thì mình có thể thích chuyển hai chiều thì mình đấu thêm van một cái van đảo chiều nó sẽ thành hai chiều. Em hiểu không? Chứ không có cái gì cả. Cái áp suất mà nào ra 110 thì nó bằng bao nhiêu? Cái áp suất làm ra thì nó nếu như máy khoảng 110 nó rơi tầm 160 mSi. Đấy áp suất hoạt động từ dao động từ 140 đến 160. Còn nếu áp suất mà tính thì tầm khoảng từ 300 đến 375.